Đây. Đó. Hoặc là các bạn nhấn ví dụ vầng trăng và cổ tích riêng ra, từng từ ra. Đây, mình sẽ lấy cái chữ này. Các bạn dùng lệnh Ctrl K để tách nó ra nhé. Để các bạn có thể chỉnh. Ví dụ chữ cổ tích này mình muốn là lấy chữ, ví dụ các bạn có thể tách nhặt, bỏ chữ này đi cũng được này, đúng không? Các bạn nhặt cổ tích xuống dưới đây cũng được, có nghĩa là kết hợp các phông với nhau, nó vẫn ra được cái hiệu ứng, hiệu quả của nó. Hoặc là lấy vầng trăng đây và cổ tích ở dưới, tùy theo các bạn nhé. Ví dụ ở đây mình lấy vầng trăng này, đưa đúng vào chỗ vầng trăng này cho mình. Đó, cổ tích mình lấy phông chữ khác. Đó, các bạn thấy không, nó có nhiều cái kiểu lắm. Đây là các bạn có thể, không nhất thiết là phải một phông đâu. Đây, ở góc này các bạn thấy là cái mây này nó hơi bị cắt, thì các bạn có thể chuyển cho nó mờ đi. Đó, để nó không có cái độ cắt sắc nét ở đấy, nó rất là xấu. Công cụ transparency các bạn biết rồi. Ở đây thì chúng ta cần một mô đất, đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta sẽ dùng mô đất kiểu này. Mình sẽ lấy đúng cái màu này luôn. Đó, thì nó sẽ hay hơn. Cho đi đây. Đó. Nhưng cái này sẽ không ổn đâu, chúng ta phải cho một tí màu chuyển vào thì nó sẽ sáng hơn một chút. Đó, như thế này, một mô đất xa xa hơn ngoài này. Chúng ta lượn cho nó khéo khéo một chút nhé. Cho ngược màu xuống. Chúng ta dốc ngược cái màu này xuống để tạo cho hiệu ứng nó xa hơn cái kia. Đó. Vầng trăng cổ tích này. Để mình gom riêng cái phần logo này ra. Chúng ta lên tô màu cho nó một cái màu viền nhá. Outline pen tiếp tục à, chúng ta tô cho nó 3 xem sao. Theo mình thì màu đỏ này cũng được, về cơ bản là cũng được, đúng không ạ? Che hả? Che thì mình sẽ cho góc này. Đó, cái phần đứt này lát nữa mình sẽ xử lý cho các bạn xem. Rồi, ở đây mình sẽ cho một tí sen. Đó, tránh cho bọn trẻ con này nó dẫm lên sen nhé.
Đấy, chúng ta sẽ add đi một cái phần của cái cây. Tiếp tục, ở góc này thì chúng ta sẽ cho một cái gì để cho nó bổ sung cho đẹp. À, ví dụ như là có thể cho lùm cây, đúng không ạ? Cho lùm cây, hoa, vân vân. Đây, cây tre này đi, cây tre kia thì có vẻ nó giống bên này, thì chúng ta cải biên đi. Cho cái tre góc này. Cho thêm một cái lùm cây này vào để che cái gốc tre đi. Đó, các bạn nhìn thấy ổn chưa? Bây giờ chúng ta thấy cái nền này là không được ổn lắm này, nó hơi bị vụn vặt, đúng không ạ? Cái này còn khen thưởng nữa, các cháu ngoan Bác Hồ nữa cơ. Nên chúng ta phải cho ảnh Bác Hồ bên này. Rồi chúng ta cứ tạm thời này đã. Lát nữa chúng ta có thể trang trí thêm là đèn lồng rồi một số thứ ở đây để sau. Mình đang rất là không ưng với cái hình ngôi sao cũng những cái phông mà có sao như này, mình sẽ tay bằng một cái nền khác. Đây đi, đấy, kia hơi nhiều sao, mình muốn ít ít như này thôi. Nhưng mà lại vướng cái trăng này thì làm sao bây giờ? Đó, các bạn thấy không? Vầng trăng ở đây mà có lại có chị Hằng này, có ngôi trăng ở đây thì làm sao bây giờ? Chúng ta phải xử lý kiểu khác như này. Chúng ta lấy phần nào thôi, bỏ cái phần trăng đi, đúng không? Chúng ta chỉ lấy cái phần liên quan một chút đến cái sao sao thôi, còn trăng thì không cần. Chúng ta có trăng rồi đó, chúng ta thấy cả một cái vùng này rất là tối. Bớt mây đi. Đó, bây giờ chúng ta chỉ cần thêm một chút ảnh Bác Hồ vào đây nữa, đúng không ạ? Thì Bác Hồ thì có rất nhiều kiểu. À, nói luôn đến một số đứa nhỏ này nhé. Thì việc chúng ta nín này thì nó hơi là không được sống động lắm, đúng không? Chúng ta có thể tạo những cái hình bóng cho nó. Gọi các bạn tưởng tượng là ánh trăng. Ánh trăng hắt vào ấy. Hắt vào những đứa trẻ thì nó sẽ in cái vệt màu tối ở trên cái bước chân của chúng, đúng không ạ? Thì nó sẽ thực tế hơn. Để mình cho cái phần trăng nó, để cho cái phần đất nó lên đây tí đã. Để nó khoe được cái chân chị Hằng. Đó, đỡ ăn vào chân của chị Hằng. Cái này lên trên và cái này sẽ cho xuống dưới. Đó, tạm thời là như thế này. Thì các bạn sẽ thấy này như này. Đầu tiên chúng ta cần phải xử lý cái logo. Đó, nó sẽ không được rõ nét ở đây. Thì việc xử lý có rất nhiều cách. Một là các bạn tô viền trắng của nó, hai là các bạn sẽ cho một cái khoảng trắng ở đây. Đúng không ạ? Nhìn như này thì nó sẽ giống như một miếng vá. Đây, các bạn hãy nhìn đây. Đó, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ xử lý này cho mình. Transparency các bạn kéo cho mình một đường.
Đó. Bạn kéo đây. Đủ để mờ thôi nhá, đủ để cho nó phớt này thôi. Đó, hoặc là các bạn chọn ô dần này. Đây. Đó là cái phần pattern hình nha líp như này cho phép chọn cái màu như thế này, là có nghĩa là ở trong sẽ đậm, sẽ rõ, ở ngoài sẽ mờ. Ví dụ các bạn ở đây, các bạn kéo về cho mình là không. Đó, có nghĩa là nó không nằm mờ, mà ở ngoài các bạn kéo để cho mình là mờ đến 100%. Đó, thì các bạn đã thấy như thế này. Và cái này mình cho lên trên. Đó là một cách. Đó là một cách. Cái này bạn tô màu gì cũng được, nó sẽ hòa trộn với màu dưới. Đó, các bạn nhìn thấy nó hòa trộn màu dưới. Đó là một cách. Cách thứ hai là trường hợp các bạn sẽ gom hết tất cả này cho mình. Đúng không ạ? Các bạn trộn nó đi, trộn hết tất cả nó đi. Các bạn tạo ra một màu viền. Đúng không ạ? Đây, mình sẽ trộn lại cho các bạn xem. Nhận ra này, cắt đi này. Ở đây thật ra cái này là cái ảnh, cho nên là chúng ta cho nó một hình tròn đây. Đây, các bạn thấy nó là ảnh mà. Đó, các bạn thấy không? Nó là ảnh. Đây, nó sẽ hiện rõ này là bitmap này. Đó, các bạn bỏ hết cái này đi cho mình. Đúng không ạ? Cái này cũng bỏ đi, không cần thiết. Bây giờ chúng ta có cái phần này rồi. Đúng không? Chúng ta trộn với nhau. Trộn hết với nhau. Chúng ta tô màu và cho nó nhìn rõ này. Và chúng ta cho nó cái bổ viền. Hoặc là chúng ta dùng lệnh contour. Chúng ta contour nó ra. Đây, lệnh contour chẳng hạn. Chúng ta cho vừa đủ thôi. Ví dụ như là 0,5. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó có một cái bổ viền nhá. Chúng ta tách nó ra. Cạnh này nó hơi bị lên này, nó thừa. Ở đây vì sở dĩ cái góc của chữ bảo Việt này nó đang có một góc chém, thì nó sẽ thòi lên một cái đầu như thế này. Đúng không ạ? Chúng ta bỏ đi. Đó. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là chính cái nền mà chúng ta cần đấy. Chúng ta tô màu trắng vào. Đó là dùng lệnh contour. Hoặc là tô viền cũng được, tùy trường hợp. Đây là mình đang ôn lại cái bài contour nên là mình sẽ nhắc lại các bạn như thế. Đó, chúng ta đã có một cái như thế này. Thì nó sẽ không bị nặng. Đó, các bạn nhìn thấy nó rất là đẹp. Tiếp tục chúng ta đến với cái chữ này nhé. Cái chữ này thì lúc nãy chúng ta tô bằng lệnh contour với 3-4 lớp đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ cần một lớp thôi. Và chúng ta sẽ dùng... Lát nữa phần này mình sẽ cho ảnh Bác Hồ vào đây. Và Bác Hồ đang quàng khăn cho cháu thiếu nhi ấy. À quên, ở góc này họ còn đây, nội dung của họ là đây. 20/9/2021. Tính tạm thôi, có thể là họ sẽ tổ chức sớm hoặc muộn hơn. Mình đang tính tạm đây thôi. Địa điểm thì các đơn vị nào tổ chức thì sẽ tự tích tên vào. Ví dụ như là Hà Nội. Mình thích đánh kiểu chữ kiểu này. Nó hơi khác lạ đi một tí. Không ghi rõ ngày tháng. Lát nữa chúng ta có thể cho bổ sung cái gì ở đây cũng được nhá. Và chữ vầng trăng này. Chúng ta sẽ tô màu. Tự tô màu kiểu gì cũng được. Ở đây mình sẽ tô màu Gaiden. Vầng trăng cổ tích. Cổ tích. Có thể một tím cũng được.
tím đỏ hoặc là vàng đỏ vân vân. Đây mình sẽ tô kiểu như này đi. Ở đây nhé, các bạn sẽ cho viền nó to ra để chúng ta có thể nhìn rõ. Sở dĩ mình đưa cao này thì mình đã nhắc rồi, tại vì cái nội dung người ta có thể đứng chụp ảnh ở dưới mà, cho nên là các bạn đã đưa cao lên. Cổ tích, ok. Hoặc là các bạn tô màu ngược lại nhé, ví dụ trắng thì các bạn đi cùng với những cái màu nền nó khác đi, hoặc là màu vàng đi cùng với những màu nền khác đi, hoặc là viền khác đi. Nhớ là phải tương phản nhau, các bạn nhớ cho mình một điều đấy là phải tương phản nhau nhé. Chúng ta sẽ tô cái này đến đây cho nó mờ mờ thôi, sao rõ quá thì không đẹp. Đó. Ở đây chúng ta cho Bác Hồ. Bây giờ chúng ta nói đến chuyện để cho những đứa trẻ này sống động này. Thì có rất nhiều cách để chúng ta tạo cho hình bóng của các đối tượng này. Ví dụ ánh trăng hắt ở đây hắt vào thì chúng ta sẽ tạo bóng cho đối tượng này ở đây. Đúng không ạ? Hoặc ở đây và ngược lại như thế. Thì ở đây chúng ta có thể đổ bóng chân. Ví dụ ở đây nhá, các bạn có thể là vẽ bằng công cụ cụ gì cũng được. Nói chung là công cụ gì cũng được. Hoặc các bạn kéo bóng trực tiếp thì nó sẽ không được đẹp. Đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách là vẽ bóng. Thì cái bóng này nó đổ những cái nền, các bạn hình dung đã. Và mục đích của chúng ta là cần cái bóng trải ra đây cơ, đúng không? Đây, cái bóng chúng ta muốn là nó phải như thế này. Đó, thì chúng ta đã có cái bóng rồi. Và chúng ta để muốn di chuyển cái bóng này, chúng ta tách nó ra nhé. Chúng ta đấy, chúng ta có cái bóng này. Thì các bạn thấy là cái bóng này nó sẽ thật hơn và nó sẽ cái vùng sáng chiếu từ đây vào thì cái, những cái bóng này nó sẽ hợp lý hơn. Ánh trăng chiếu vào. Đó, các bạn thấy không ạ? Đây. Đây, các bạn nhìn thấy rõ. Đây là cái bóng của nó này. Và cái độ đậm nhạt của bóng này là tùy theo các bạn nhé. Các bạn có thể cho đậm nhạt tùy theo các bạn. Tương tự như vậy thì những đứa trẻ này chúng ta cũng cho nó cái bóng vào. Để chúng ta biết là cái bóng nó hắt từ phía sau lên. Ánh trăng hắt từ phía sau lên. Và đứa trẻ bên ngoài này cũng thế. Chúng ta tách hết ra để chúng ta di chuyển cái bóng cho nó hợp lý. Mấy đứa này, cái quả cầu của nó đây. Đó. Thấy là cái bóng của nó mà. Thì lúc nãy chúng ta đã chỉnh về cái độ đậm nhạt của bóng rồi đấy. Thì các bạn có thể chỉnh bao nhiêu phần trăm tỷ lệ độ đậm nhạt của nó như thế nào thì các bạn chỉnh. Ở đây chúng ta cần Bác Hồ đúng không ạ? Cái này họ cũng trao quà mà. Từng địa phương nhé, ví dụ Hà Nội, Hải Phòng các thứ này họ sẽ tự thích ở đây. Cái đấy thì mình không phải quan tâm lắm. Phía xa này bạn có thể cho cánh đồng, cho những chùa, chiền vân vân. Nói chung là nó cổ tích một tí. Được.
mình sẽ lấy cái này. Có thể là sẽ pha cỗ và trao quà cho những trẻ em có cái hoàn cảnh khó khăn cũng như là có thành tích tốt trong học tập. Chân này là hơi xấu này, đúng không ạ? Bị cắt chân rồi. Thì chúng ta sẽ bổ sung bằng cái gì? Có thể nhiều cách để bổ sung. Ở đây chúng ta sẽ bổ sung mây hoặc đài sen. Ok, mình sẽ bổ sung là đài sen nhé. Lúc nãy chúng ta sen kia rồi đúng không ạ? Bây giờ mình chơi sen trắng. Thì chúng ta cảm tưởng là cái tấm ảnh này nó không bị lát, không có phần đứt gãy ở dưới đây như này. Có thể là chọn bông sen cũng được, tùy theo các bạn. Cái này thì không ai quy định nào như nào cả, hay là các bạn cứ thoải mái sáng tác. Góc này thì có thể cho một tí cỏ vào để che cái những cái phần của chân đi. Chúng ta đang dùng hoa sen cho phần góc bên kia đúng không? Góc bên này thì chúng ta có thể cho hoa khác. Đây, cái hoa này cũng được, mình rất thích cái hoa này nhá, nó tự nhiên. Nhớ là ít thôi nhá. Chúng ta sẽ cách nó ra, đừng để cho nó lẫn lộn với nhau. Đó. Đấy, vậy là chúng ta đã xong thêm một cái công nữa. Còn cái chữ này chúng ta muốn đổ cho nó nhiều hiệu ứng nữa cũng được. Ví dụ ở đây mình sẽ cho chúng ta áp dụng luôn một hiệu ứng nữa là blend thử nhá. Đây, vầng trăng cổ tích, ok. Blend này, chúng ta cho hình dưới nhỏ đi, lấy từ vầng trăng này lên đây để xem vầng trăng này màu gì. Ta sẽ lấy luôn trực tiếp màu của vầng trăng này. Rồi, và chúng ta kéo lên, dùng hiệu ứng blend thử xem nó có ra hệ thống gì không nhá. Hơi bị nhiều đối tượng nên là hơi bị nặng máy một tí. Chúng ta tạo ra một cái lớp ở dưới và chúng ta kéo hai lớp này xuống để tạo ra nó cái có cái chữ nó nổi gồ lên như thế này. Có thể là hơi dày đúng không ạ? Mình sẽ phải kéo cái này lui xuống một tí. Đó, các bạn sẽ thấy là nó nổi lên và nó nổi theo một loại ánh tím đúng không ạ? Đi từ tím đến đỏ. Và cái chữ này thì bạn đang cho thêm cái viền vào để nó bị đỡ bị lẫn vào trong cái bụi tre.
Đó, nó đỡ bị lẫn vào trong bụi tre. Rồi, bây giờ chúng ta đến với một cái phông nữa. Phông này thì cũng rất là về cơ bản thì cũng bám sát cái chủ đề. Ok, chủ đề của nó là như này. Đầu mình xem lại ngó lại cái chủ đề của hai bọn kia xem nào. Cái này là Trung thu nhớ bác. Cái này mình sẽ làm khác những cái kia nhé. Bạn nhớ là lưu ý là trong quá trình làm thì chúng ta lên cải biên đi. Đừng cho cái nào giống cái nào. Có thể là chúng ta thay đổi một chút chút thôi. Nhưng mà cũng để tránh tình trạng là bị trùng hợp. Cái phông này nó hơi to nên là chúng ta phải thông thường thì hình như là học sinh giỏi thì được 500 hay sao, học sinh tiên tiến thì được 300, còn các cháu mà con em cán bộ nhân viên mầm non thì khả năng cũng được 200. Đứa nào có bé ngoan thì được, đa phần là có bé ngoan hết. Đó, về cơ bản là nội dung của cái phông này như thế này. Để mình tắt bớt cái phông kia đi cho nó đỡ nặng máy. À, cái phông này mình làm sẽ nó sẽ có gì đó nó hiện đại hơn một chút. À, có thể là chúng ta sẽ phải thiết kế một số đợt sóng lượn ở đây. À, đây, ví dụ như này. Để tạo ra một cái hiệu ứng gì đó nó 3D một chút. Ví dụ ở đây mình có một cái hình sóng như thế này. À, mình sẽ drop cho nó. Cho khoảng cách cái đường bóng này nó khoảng 7 thôi. Và độ mờ khoảng 30. Đó. Mình bỏ đường viền đi nhé. Có vẻ chạy nhiều phông quá, máy nó hơi bị lặng. Tách nó ta. Tách gì các bạn à, dùng tổ hợp lệnh Ctrl K. Mình sẽ tô cái màu này đậm hơn một chút. Có thể là cho
30 đi. Tạo tiếp một đối tượng bên trong. Đây khoảng 20. À, tiếp đối tượng bên trong đấy nhé. Để chúng ta thấy là nó có cái chiều sâu. Đó. Bây giờ mình group hết tất cả này với nhau. Tạo thêm một đối tượng ở đây nữa. Đó, tạm thời như này. Thật ra nhìn thì nó chưa là sóng đâu. Vào clip vào đây. À quên, phải group nó vào đã. Đây là một nhóm nên là mình phải tách nó ra. Không lại chui cả vào chữ kia thì hỏng bét. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần nó chui vào cái nền này thôi. Mình chỉ cần lấy phần này thôi. Ok. À, phần trên này thì chúng ta sẽ xử lý có thể là hình khối hoa. Tất nhiên là về trung thu thì vẫn chúng ta phải bám sát cái chủ đề của chúng ta là có... Nhưng mà mình là ở vùng biển cho nên là có thể chúng ta sẽ chủ đạo cái màu như cho nó chủ đạo một chút. Thường là một xanh nước biển hoặc là những cái màu xanh dương đậm đậm hoặc là xanh da trời. Nói chung là tùy theo. Ở đây thì mình năm ngoái năm kia mình sử dụng một gam màu khác khác đi. Năm nay mình sẽ lại thử lại một gam màu khác nữa. Rồi, ok. Chúng ta sẽ sử dụng những cái một số cái hoa, nhưng mà có thể hoa khác khác đi. Hai cái phông kia. Để nhìn cho nó có gì đó nó hiện đại 3D hơn một chút. Nhớ là vẫn bám sát chủ đề nhá, chúng ta đừng làm loãng chủ đề ra là sai đấy. Hoa này thì cũng chỉ là phụ trợ thôi. Chủ đề chính của chúng ta vẫn là trung thu cơ. Sở dĩ là mình muốn có cái sen ở đây để lát nữa chúng ta đưa ảnh bác vào đây, bác sẽ đi trên cái đài sen này. Còn phần bên này chỉ là trang trí thôi. Đó, về cơ bản là thế. Bây giờ chúng ta sẽ lấy những cái dữ liệu. Thử xem chị Hằng này có ok không nào. Đó, mình thích kiểu chị Hằng kiểu này. Để cho vào cái phông này sẽ hợp lý hơn. Trung thư như bác. Ok, thế vậy bác chúng ta sẽ phải cho sang bên kia. Thì sẽ đẹp hơn. Chúng ta thay vị trí. Cái này nó rất là rộng. Nó là 18 mét.
và tính tổng thể nó là 18 m². Nên chúng ta căn làm sao đó cho nó hợp lý, cái chủ đề chính của chúng ta là vào giữa, và làm sao đó khi chụp ảnh là người ta sẽ không bị mất đi. Bác Hồ đúng không ạ? Chắc chắn rồi, nhân vật chính mà. Để mình xem nào. Có vẻ làm liên tục ba cái phông trung thu này có vẻ nó hơi đặng máy thì phải. Cái này ở dữ liệu trong cái bài chương trình 8 chương trình ngày quốc khánh 29 mình có gửi cho các bạn rồi nhé. Cái này thì khoảng trống rộng chúng ta cứ cho choáng ngợp ra. Bác Hồ giơ tay chào các cháu. Nghiêm một chút. Cái này bác Hồ này các bạn nhìn thấy không? Cao đã phải 2m06 rồi đấy. Cho nên là rất là ok. Rồi, bây giờ chúng ta những cái phông của các khối ban ngành đảng ủy này thường là chúng ta không cần nhiều màu sắc, quá là loẹt thôi các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta cần hình ảnh liên quan đến trung thu. Thì như nãy thôi, chúng ta cần trẻ con này. Chúng ta cần, bây giờ chúng ta múa rồng đi. Lúc nãy chúng ta múa lân rồi đúng không ạ? Chúng ta cho múa rồng đi. Sóng này cho chậm cho một tí. Đây, cái này cũng hay này. Chúng ta tránh cái đầu xe này ra nhé. Có xa có gần rồi, bây giờ chúng ta cần một vầng trăng nữa. Vầng trăng mà bây giờ chúng ta muốn chú quậy vào luôn ở bên trong vầng trăng đấy thì đây, ví dụ như này. Bạn sẽ như này, để cơ bản thì như này cho dễ hình dung. Bạn sẽ vẽ một hình tròn như này để tạo mặt trăng. Có thể bạn tô màu gì cũng được. Tạo quầng sáng của nó xung quanh nhé, nhớ tạo quầng sáng của nó xung quanh nhé. Ở đây có các chế độ màu ở cái bài về hiệu ứng drop đấy, thì các bạn thấy nó có quần trắng và màu sắc ở đây thì các bạn có thể là ánh sáng vàng, ánh sáng trắng là tùy các bạn. Ở đây mình có thể cho ánh sáng trắng.
Rồi, ok. Thế là chúng ta đã có quầng. Cái quầng sáng này bạn muốn rộng biên độ rộng bao nhiêu thì các bạn có thể là khai báo. Đó. Ví dụ đây mình cho là 35 đi. Ok, thế là được rồi. Và nhớ là tách nó ra nhé. Chúng ta phải tách giữa quầng sáng và cái quầng trăng người ta. Đó, chúng ta được cái ánh trăng. Bây giờ chúng ta đưa cái chú cuội mà cưỡi trâu này vào nhé. Đó, vào trăng của chúng ta. Đó, chúng ta có ánh trăng. Ánh trăng này chúng có thể chúng ta sẽ tô nó màu vàng, nhưng màu vàng nhạt thôi. Rơi vào tầm khoảng độ 70-80% gì đó thôi. Không cần vàng chóe quá đúng không ạ? Mình cho 70 này. Đó, thì có thể ok hơn. Chúng ta bằng trăng, chúng ta cho cái bằng trăng này vào giữa trung tâm này. Nhớ là cho bọn trẻ con lên trên nhá. Đó, chứ nó không thể nào mà múa cả sau ánh trăng được, đúng không ạ? Chị Hằng này lượn trên như này là ok rồi. Đó, ở phần trên này chúng ta có thể trang trí lá tre, lá trúc tùy các bạn. Nhưng ở trường hợp ở đây thì mình không cần. Mình sẽ bổ sung cái bài lát nữa. Mình sẽ tính sau. Đây, các bạn thấy là khoảng cách là 1m6 là ok rồi. Này, có thể là ví dụ đứng ở đây chụp ảnh là chúng ta không mất nội dung. Bây giờ chúng ta xử lý được phần chữ trên này. Và phần nền một chút là ok. Phần nền này các bạn có thể là thay đổi khác với những mấy cái phông kia là chúng ta tô màu Garden đúng không ạ? Fountain. Thì bây giờ chúng ta có thể tô màu chọn chế độ Ellipse. Chúng ta sẽ tô sáng thì trong ra để bắt cái bằng trăng này. Đó, các bạn nhìn thấy nó sẽ sáng từ trong ra. Đây, ở đây kéo đây bạn nhìn rõ hơn. Đó. Bắt từ sáng từ trong này ra. Và tỏa sáng ra ngoài này. Các bạn nhìn rõ không ạ? Đó. Đây. Đó, cái này thì cũng rất là ok. Trên này thì chúng ta sẽ tô cái màu cho nó tương đối rõ ra. Rồi, ở đây tí lát cho chúng ta bổ sung sao rồi những cái gì đó như lúc nãy đấy. Chúng ta cái này thì màu sắc cứ cơ bản chúng ta tô. Riêng khối nhà nước hành chính sự nghiệp thì đó. Đổi phông chữ khác một chút. Các bạn nào có nhiều phông chữ thì các bạn cứ thay đổi. Thường là phông chữ càng nhiều thì nó càng có nhiều sự lựa chọn thôi. Có bạn thì chọn, có bạn thì đánh. Nhớ thì đánh vào. Nói chung là theo mình thì các bạn nên chọn. Tại vì các bạn chưa quen như mình thì các bạn chưa biết là phông chữ nào hay sử dụng thì các bạn. Còn khi quá trình các bạn làm quen rồi thì các bạn sẽ tự nhớ được ngay. Nhớ là ít màu đi nhá. Riêng hành chính sự nghiệp thì các bạn tô những màu càng đây này, như chú cuội đã bị che rồi đây này, nên cũng ra tí ta xử lý sau. Chú cuội xuống chơi thì cho hẳn đang đây chơi này. Tiếp theo, con gì nữa không ạ? Chữ này chúng ta cần phải nhấn nó một chút.
có nhiều cách nhân lắm, nhưng mà chúng ta làm nhiều kiểu quá rồi, bây giờ chúng ta làm kiểu rất đơn giản thôi, là chúng ta tạo ra một nền thứ hai, đúng không ạ? Đó, và chúng ta đặt nó lên. Đó. Bạn thấy chưa? Đó, đơn giản vậy thôi. Là chúng ta đã có một cái chữ, nó có nổi hơn so với những chữ khác. Đấy là điều quan trọng nhất rồi. Ở trên này thì có nhiều bạn có thể cho pháo giấy rồi cho linh tinh các kiểu đà điểu ở trên đây. Trường hợp này của mình thì mình sẽ như thế này. Mình sẽ cho một bụi tre ở góc này. Đó. Phía xa thì chúng ta có thể bổ sung là sao, cho nó lung linh một tí. Đó, các bạn có thời gian các bạn ngồi các bạn nhặt cho nó tự nhiên hơn. Đây mình hướng dẫn nên là mình còn nhiều phông nữa để hướng dẫn cho các bạn nữa. Vậy là mình sẽ làm sơ bộ cho các bạn nhìn. Tre trúc này thì chúng ta cho vào sau bác hồ. Đây, đây chúng ta chỉnh tre trúc này. Nhớ là cho mờ đi nhé, không cần rõ. Đó, chỉ cần thế thôi. Bác Hồ là nhân vật chính. Bác Hồ đến thăm các cháu và các cháu cũng có bác Hồ luôn. Đó, về cơ bản như thế. Còn các bạn có thể bổ sung thêm một số chi tiết là bóng thì mình đã hướng dẫn rồi. Bổ thêm bóng chân cho bọn trẻ con gì đây. Ví dụ như bóng này nó ngồi ở đây chẳng hạn thì các bạn có thể tạo cho nó một cái bóng. Bọc vẽ tay cũng được. À, đây. Mình sẽ vẽ một cái hình như thế này. Bụi chân như này thì các bạn có thể vẽ như này nhá. Rồi, xong. Các bạn chọn lệnh drop sát nào các bạn kéo xuống. Để tạo ra một cái bóng. Đây mình tô màu đen cho các bạn nhìn dễ nhìn hơn. À, sở dĩ các bạn chưa tô được là vì các điểm này chưa kết nối với nhau. Khi tôi mở các bạn sẽ thấy ngay. Nó sẽ không cho các bạn tô. Đấy. Thế là chúng ta được cái bóng vào một cái hình khối đúng không ạ? Ví dụ cái bóng này chúng ta cho khoảng 30 thôi. Tại vì nền chúng ta bản chất cũng tối rồi. Nó tách nó ra. Tách thì các bạn dùng tổ hợp lệnh các chương ca. Đó, các chương ca nó ra. Rồi. Chúng ta vứt cái phần đen đi, chúng ta chỉ lấy cái phần bóng thôi đúng không ạ? Đây. Đó, nên ta có cái bóng. Đó. Đó. Có thể chúng ta có thể là hình elip, chúng ta tạo cái bóng cũng được. Nói chung là có nhiều cách để các bạn tạo ra hình cái hình bóng này. Đó, chúng ta đặt vào những vị trí như thế này thì nó sẽ sống động hơn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Bây giờ chúng ta chỉ việc đưa mấy đứa trẻ này lên trên thôi. Đó, thấy không? Thì cái bóng của nó sẽ hợp lý hơn. Tất nhiên là các bạn vẽ, ví dụ bóng tròn thì hình của quả bóng, bóng tròn thì mình phải vẽ hình tròn, mà hình bóng nó vuông thì các bạn phải vẽ hình vuông. Đó là cái bóng chính là cái độ phản chiếu của cái đối tượng. Chỉ là nó biên của nó mờ đi thôi. Đây, mình kéo này. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy những đứa trẻ này nó sẽ sinh động hơn là những đứa trẻ này. Đây, cái này cũng thế, các bạn tạo cho nó một cái hình bóng ở đây. Hai đồng chí này, một đồng chí làm rồng, một đồng chí làm đánh trống rồi đúng không? Đó, chúng ta tô màu vào. Và chúng ta tiếp tục lại drop shadow vào.
Các bạn có thể dùng trực tiếp nó, có thể là dùng trực tiếp là slope shadow từ cái hình này cũng được, nhưng mà nó sẽ bị dài. Mục đích của chúng ta chỉ lấy một cái bóng phần nhỏ ở dưới thôi đúng không ạ? Cho nên chúng ta không cần thiết. Chúng ta chỉ cần bóng mờ thôi, tại vì cái nền của chúng ta cũng tương đối là tối rồi. Tiếp tục chúng ta lại cartoon ca nó ra. Đó, và chúng ta sẽ lấy cái phần này đi. Đó. Bóng này độ đậm, độ nhạt thì các bạn hoàn toàn có thể chỉnh được hết nhé. Không vấn đề gì cả. Đó, chúng ta có một cái hình như thế này. Đó, thì hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn về cơ bản là một số cái phông trung thu mà các bạn có thể cải biên đi, thay đổi đi. Đấy, trong trường hợp này các bạn cũng có thể thay đổi để tạo lên một cái làn sóng nữa như thế này cũng được. Không sao cả. Đây, mình sẽ tách ra cho các bạn để tạo cho... nó có bố cục trên dưới. Đó, chẳng hạn như thế này. Để mình gom hết tất cả đây vào, mình cho xuống dưới tất cả, cả dưới cả chị Hằng Nga luôn, thì các bạn sẽ hình dung ra ngay. Sang bên đây. Đúng ạ, chúng ta sang bên đây để tạo cái độ cân đối cho hình khối. Đó, chúng ta cho hết xuống dưới. Này cũng thế, ta cho xuống dưới. Thì nó sẽ có bố cục hình khối trên dưới như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Và nó cảm tưởng chúng ta sẽ có chiều sâu của hình khối hơn. Đó, thì xin chúc các bạn thành công, tận dụng tốt những cái dữ liệu mình gửi và cũng cùng với đó là những cái kỹ năng các bạn học từ lý thuyết để làm một cái bản thiết kế nó được tốt. Xin hẹn các bạn ở video sau.